Cô chào các em học sinh lớp 5 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề kẻ chữ, bài trang trí cổng trại hoặc lều trại thiếu nhi. Ở bài học này, cô sẽ hướng dẫn cho các em cách vẽ và trang trí một cổng trại, lều trại mà mình thích thật đẹp và sáng tạo nhé. Để biết như thế nào là cổng trại và lều trại, cô trò chúng ta cùng nhau bước vào hoạt động đầu tiên, đó là quan sát và nhận xét. Cô trò chúng ta hãy cùng nhau quan sát quang cảnh một buổi cắm trại cùng với một số hình ảnh về cổng trại và lều trại nhé. Các em thấy không khí buổi cắm trại rất là vui tươi, nhộn nhịp và nhiều hoạt động phải không nào? Cùng với những cổng trại, lều trại được các bạn trang trí rất là đẹp, hấp dẫn và nhiều sáng tạo nữa. Theo các em, tổ chức hội trại thường được diễn ra vào những dịp nào? Các em hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi của cô nhé. Tổ chức hội trại thường được diễn ra vào những ngày nghỉ hoặc những ngày lễ hội và thường có nhiều đơn vị tham gia. Trại thường được tổ chức ở đâu? Trại thường được tổ chức ở những nơi có không gian thoáng mát, có sân chơi rộng hoặc những nơi có di tích lịch sử, văn hóa, bảo đảm an toàn. Bạn nào có thể cho cô và các bạn biết cổng trại, lều trại thường được làm từ những vật liệu nào? Cổng trại, lều trại thường được sử dụng từ những cái vật liệu rất là dễ kiếm như là vải, bạc, tre, nứa, giấy bìa, cây gỗ hoặc là dây thừng, vân vân. Các em có biết trại gồm các thành phần chính nào không? Trại gồm nhiều chi tiết để tạo dựng nên, nhưng nó có hai thành phần chính, đó là cổng trại và lều trại. Về phần cổng trại thì trên cổng trại có các thành phần chính như sau. Thứ nhất là tên đơn vị, tên trại, biểu trưng, cờ, quốc kỳ và các chi tiết trang trí khác. Tiếp theo là về phần lều trại. Lều trại gồm có những thành phần chính sau: cọc trại, cọc trại giữ trại được vững chắc; mái trại, mái trại để che nắng, che mưa, học hành hoặc là để tổ chức những sinh hoạt bên trong. Tiếp theo là dây neo để cố định giữ trại được vững chắc. Và cuối cùng là cờ và các chi tiết trang trí khác. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ qua hoạt động tiếp theo, đó là cách trang trí cổng trại. Chúng ta có nhiều cách để trang trí cổng trại, có thể trang trí đối xứng hoặc không đối xứng. Ở phần trang trí đối xứng, với các hình ảnh và bố cục được sắp xếp cân đối bằng nhau, giống nhau qua các trục đối xứng. Còn ở phần trang trí bất đối xứng, các em thấy hình ảnh và bố cục sắp xếp không đều nhau và không giống nhau qua các trục đối xứng. Dù là trang trí chọn cách trang trí nào thì các em phải đảm bảo được sự hài hòa và thuận mắt trong cách trang trí nhé. Chúng ta có 4 bước để trang trí cổng trại. Bước thứ nhất, phát hình dáng cổng trại. Các em có thể lựa chọn hình thức trang trí đối xứng hoặc hình thức trang trí không đối xứng. Bước 2, phác thảo mạng hình, mạng chữ cần trang trí. Các em phác thảo ra tên trại, tên đơn vị và những hình ảnh minh họa trang trí kèm theo phù hợp với tên trại. Bước 3, vẽ chi tiết, hoàn thiện cổng trại. Bước 4, các em vẽ màu theo ý thích. Tiếp theo là cách trang trí lều trại. Ở lều trại cũng có nhiều hình dáng, kiểu dáng khác nhau. Thì trang trí lều trại thì các em cần tìm những cái hình dáng đẹp, màu sắc tươi vui, sinh động. Có nhiều cách để trang trí lều trại. Sử dụng các hình thức trang trí đã học như trang trí tự do, trang trí đối xứng, trang trí đường diềm.
Trang trí lều trại chúng ta gồm có 4 bước. Bước thứ nhất, vẽ phác hình lều trại. Bước 2, vẽ phác các mảng họa tiết, mảng hình, mảng chữ cần trang trí. Bước 3, vẽ chi tiết, hoàn thiện trang trí lều trại. Bước 4, các em vẽ màu theo ý thích. Và để các em có thể hiểu rõ hơn về cách trang trí cổng trại và lều trại, cô mời các em cùng quan sát một đoạn video sau. Thank you.
Và đây là một số bài tham khảo của các bạn học sinh. Các em hãy quan sát và để có thêm ý tưởng cho bài thực hành của mình nhé. Qua quan sát các bài tham khảo, các em có thể thấy rằng những cái cổng trại thì đa số các bạn đều lựa chọn hình thức trang trí đối xứng qua trục. Và những cái cổng trại, lều trại này thì rất là đa dạng về kiểu dáng nè. Cách trang trí hình ảnh thì phong phú, màu sắc nổi bật, phù hợp với không khí của buổi cắm trại phải không nào? Ngoài cách thể hiện trang trí vẽ bài bằng màu thì chúng ta có thể sử dụng kết hợp nhiều các chất liệu khác nhau để cho bài của mình có phần trang trí lạ mắt và độc đáo hơn. Và đây là một số mô hình của hội trại. Các em có thể sử dụng những cái vật liệu sẵn có của mình như là những cái ống hút hay là những cái que tăm, những cái mút xốp, giấy màu để chúng ta có thể tạo nên một cái mô hình trại gồm có cổng trại, lều trại và những cái khung cảnh thiên nhiên xung quanh. Sau khi các em đã được quan sát một đoạn video về hướng dẫn cách trang trí cổng trại và lều trại và đã được xem một số bài tham khảo của các bạn học sinh thì cô chắc là các em đã có tự tin để thực hành bài làm của mình rồi phải không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ thực hành thiết kế một cổng trại hoặc lều trại mừng xuân theo ý thích vào sách luyện tập mỹ thuật trang số 30 hoặc giấy A4, giấy tập. Và tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô có một số ý dặn dò như sau: em hãy chuẩn bị bài mới về chủ đề quân đội và chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập cho tiết học sau. Cô chào các em và chúc các em có thật nhiều bài vẽ đẹp nhé.